Xin chào tất cả các bạn độc giả báo thanh niên, mình là Văn Toàn, cầu thủ câu lạc bộ Đá Hoàng Anh Gia Lai. Tính đến vòng đấu cuối cùng của V-League 2019, Văn Toàn đã có được 9 bàn thắng và 11 đường kiến tạo. Tuyển thủ Việt Nam kết thúc mùa giải bằng danh hiệu vua kiến tạo V-League 2019 do ban tổ chức bình chọn. Văn Toàn là cái tên gây ấn tượng nhất trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai với tốc độ và quyết tâm trong từng pha bóng. Năm 2019 đối với Toàn thì là một năm phát triển về mặt cá nhân, về tất cả các kỹ thuật với tư duy chơi bóng của mình. Mình nghĩ là ta tốt hơn nhiều so với mọi năm. Về mặt của đội bóng ấy, thì mình nghĩ là năm vừa qua cũng là một năm rất khó khăn với câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, nhưng toàn đội cũng đã thi đấu, cố gắng thi đấu và cuối cùng đạt được thành tích top 8 đội, thì cũng là cao nhất trong những thời gian mà Toàn tham dự V-League, thì đúng là một thành công hơi nhỏ một chút, nhưng mà cũng là một cái gì đó để giúp cho Toàn năm tới sẽ thi đấu tốt hơn. Thật sự thì có rất là nhiều điều trong năm 2019 qua Toàn đã không làm được, như là về cũng không giúp được câu lạc bộ có được thành tích cao hơn như mong muốn của mọi người và vẫn chưa được đạt nhiều kỳ vọng của mọi người. Và về mặt đội tuyển quốc gia thì Toàn nghĩ là mình chưa đóng góp nhiều vào đội tuyển quốc gia, nên cũng nghĩ đó thực sự là thất vọng trong năm qua. Khi mà những cái trận phải đến những lượt trận đấu gần cuối cùng thì Hoàng Anh Gia Lai mới chủ hạng được thành công, thì mình nghĩ là khi đó thì có rất nhiều kỷ niệm đối với cả câu lạc bộ. Khi mà sau những trận thua không tốt thì cả đội tập trung lại nói chuyện với nhau và chia sẻ ra những cái gì không tốt. Thì mình nghĩ cái điều đấy là thường đội mình rất ít khi nói, nhưng mà khi cả tập thể mọi người nói lại với nhau, nói ra những cái gì mình thiếu và động viên đội, thì đội sẽ cố gắng thi đấu tốt hơn và sẽ hướng đến mục tiêu chung của toàn đội. Thì Toàn thấy là điều đấy là một cái điều mà trong năm tới đây thì đội sẽ cố gắng để không phải nói nhiều về vấn đề chủ hạng nữa. Khi mà ngồi tập thể như vậy thì không phải chỉ định mọi ai đứng ra nói hết, mà khi đó thì đội trưởng sẽ hỏi từng người một là mọi người có ai có ý kiến gì không, ví dụ như Thanh có ý kiến gì không, Toàn có ý kiến không, Duy có ý kiến gì không, thì sẽ đi một vòng như vậy. Thì khi mà bạn nào mà cảm thấy có ý kiến đưa ra thì bạn ấy sẽ đứng lên, còn những bạn không có ý kiến thì bạn sẽ không nói được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của Báo Thanh Niên.